Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị giữa Việt Nam và Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Vladimir Putin. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, ngày 16 tháng 6 năm 1994, ngày 16 tháng 6 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Vladimir Putin. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi thư mừng với Thủ tướng Mikhail Mishutin. Trong thư, lãnh đạo hai nước khẳng định hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao. Đây là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Nga. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi thư mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov. Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số quốc gia đã dự hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành tại Tòa án Nhân dân tối cao. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại những kết quả mà hệ thống Tòa án Nhân dân đã đạt được trong công tác chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, đưa hệ thống tòa án trở thành mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, công tác xây dựng tòa án điện tử luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tiến trình cải cách tư pháp, là nhiệm vụ cấp thiết để hệ thống tòa án nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của người dân và pháp luật vào công lý và sự ưu việt của chế độ ta. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với ngành tòa án nhân dân là phụng công, thủ pháp, trí công vô tư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hệ thống tòa án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các mặt công tác của ngành tòa án nhân dân. Thủ tướng tin tưởng rằng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành tòa án nhân dân sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký quyết định số 165 của Bộ Chính trị ban hành quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo quyết định, việc xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện theo quy trình 3 bước, cụ thể như sau. 1. Bước chuẩn bị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua Văn phòng Trung ương Đảng, hồ sơ vụ việc gồm tờ trình, báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và tài liệu có liên quan. Văn phòng Trung ương Đảng sau gửi hồ sơ vụ việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Hồ sơ vụ việc Bộ Chính trị trình đến các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy chế làm việc. Thường trực Ban Bí thư phân công ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật. Nếu đảng viên vi phạm là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư thì đồng chí Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến. 2. Bước tiến hành. Ở bước này sẽ tổ chức hai hội nghị. Thứ nhất là hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định kỷ luật với thành phần tham dự gồm Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Trường hợp cần thiết mời đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên. Tại hội nghị này, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tờ trình báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. Tiếp đến, đại diện tổ chức đảng vi phạm, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến, tổ chức đảng có đảng viên vi phạm phát biểu. Trường hợp vắng mặt, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo kiểm điểm của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các ý kiến của tổ chức cá nhân liên quan nếu có.
Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư được phân công gặp đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trước khi họp xem xét kỷ luật báo cáo về kết quả cuộc gặp, trao đổi. Sau đó, hội nghị thảo luận biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật theo quy định. Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật, giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định không thi hành kỷ luật thì Văn phòng Trung ương Đảng thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tổ chức đảng, đảng viên có liên quan biết. Thứ hai, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét quyết định kỷ luật, thành phần gồm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các ban đảng có liên quan. Tại hội nghị, đại diện Bộ Chính trị đọc tờ trình báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. Tiếp đó, đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến. Nếu đảng viên vi phạm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức đảng vi phạm có người đứng đầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự họp. Sau đó, hội nghị thảo luận biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kín. Trường hợp Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định không thi hành kỷ luật thì ủy quyền cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên có liên quan biết. 3. Bước kết thúc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật. Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư triển khai quyết định kỷ luật, thông báo không kỷ luật đến tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, thi hành kỷ luật và bàn giao Văn phòng Trung ương Đảng, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có liên quan chấp hành quyết định thi hành kỷ luật. Thưa quý vị, khoảng 18 giờ ngày hôm nay trên tuyến phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ cháy ngôi nhà đang kinh doanh bán đồ điện và sơn. Đám cháy xảy ra trong trận mưa lớn khiến nhiều người dân hoang mang. Vào thời điểm 18 giờ ngày 16 tháng 6, người dân phát hiện tại khu vực tầng 3 ngôi nhà 6 tầng một tung trên phố có khói bốc ra và nhanh chóng báo cho chủ nhà đang bán hàng tại tầng 1 được biết. Đồng thời, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và người dân cũng nhanh chóng tìm cách tiếp cận dập tắt đám cháy. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại phường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt phối hợp dập lửa. Ngôi nhà bị cháy cao 6 tầng một tung, kinh doanh đồ điện, có nhiều thiết bị nhựa, ban công lắp chuồng cọp gây khó khăn trong việc dập lửa. Cùng với đó, có người bị kẹt trong tòa nhà bị cháy. Cho đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa bốc cháy bao trùm tầng 5 và tầng 6 của ngôi nhà. Hiện có 5 xe cứu hỏa và 4 xe cứu thương tới hiện trường. Thông tin ban đầu, vào thời điểm phát hiện đám cháy, chủ nhà bán hàng ở tầng dưới được người dân thông báo trong nhà có người già và trẻ em đang bị mắc kẹt. Lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực cứu người và dập tắt đám cháy. Trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 6, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hà Nam phối hợp với các địa phương, đơn vị tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đoàn viên, hội viên, học sinh, công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Nam đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, kỹ năng xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại trường học, nhà ở, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Giáo viên, học sinh, cán bộ, công nhân viên và các hộ dân được trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như giải vòi, phun nước tiêu điểm chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy do rò rỉ ga, thoát nạn bằng cầu dây nghiêng, đệm hơi, thoát nạn sử dụng xe thang, cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc. Kỹ năng thoát hiểm khi kẹt trong xe ô tô, khi ô tô có sự cố. Thông qua chương trình nhằm giúp giáo viên, học sinh, cán bộ, công nhân viên và các hộ dân nắm bắt các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý các sự cố cháy nổ, cũng như kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong tình hình hiện nay. Hôm nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận bé trai 12 tuổi ở huyện Phúc Thọ là bệnh nhân viêm não Nhật Bản đầu tiên tại thành phố Hà Nội trong năm nay. Bé khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt cao, đau đầu. Một ngày sau, bé bị cứng gáy, đi lại loạng choạng, được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm Mark Elisa dịch não tủy của bệnh Nhi cho thấy dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Được biết, bé trai đã tiêm 4 mũi vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản, trong đó mũi cuối cùng là vào ngày 15 tháng 6 năm 2019. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo hiện tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng viêm não Nhật Bản.
Dù chỉ mới vào đầu mùa mưa nhưng tình trạng sạt lở ven sông trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã diễn biến hết sức phức tạp với tần suất ngày càng tăng, khiến người dân sống trong tâm trạng bất an vì tính mạng và tài sản bị đe dọa. Trước tình hình như vậy, thì ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai khảo sát hiện trường, triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống sạt lở. Đây là hiện trường khu vực sạt lở phía sau trường mầm non Sơn Ca 2, phường 1, có chiều dài gần 80 mét, điểm sạt lở dọc theo tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau. Hiện địa phương đã cho gia cố tạm vị trí sạt lở hàng cừ bằng cây dừa nên tình trạng sạt lở không còn xảy ra. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời, sạt lở có khả năng ảnh hưởng đến trường trong thời gian tới. Gần đây nhất là thị ủy cũng đã có cho cái chủ trương là giao ban quản lý dự án. Sắp tới sẽ hoàn tất các hồ sơ chuẩn bị để đầu tư là kè cái đoạn này khoảng 100 mét để trước mắt là gia cố cái đoạn này và làm cái vỉa hè cũng như là kè và vỉa hè để làm cái công viên cho trường và đảm bảo cho cái khu vực này cũng như là các hộ nhà dân được là đảm bảo là kiên cố trong thời gian lâu dài. Ngoài điểm sạt lở này, thị xã Giá Rai còn xảy ra sạt lở ở nhiều nơi khác. Qua thống kê từ đầu năm đến nay, thị xã Giá Rai có khoảng 20 hộ dân bị sạt lở gây thiệt hại về nhà và 40 hộ bị ảnh hưởng sạt lở bị nứt tường nhà. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã đề ra các giải pháp phòng chống sạt lở như hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo ở các vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Để giải quyết vấn đề này thì thực tế thì hiện nay thì sở nghiệp cũng nhất trí với thị xã Giá Rai là sẽ tiến hành đưa vào kế hoạch xin chủ trương đầu tư một số hạng mục trọng điểm. Ngoài ra chúng tôi sẽ điều chỉnh lại kế hoạch phòng chống thiên tai và sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có những cái hạng mục mới phát sinh của Giá Rai để trình lên tỉnh. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sạt lở ven sông đã xảy ra nhiều năm qua. Đáng lo ngại là tần suất cũng như những thiệt hại sạt lở xảy ra ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Thị xã Giá Rai đang triển khai thi công kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ cầu Giá Rai đến bến xe Hộ Phòng với tổng kinh phí gần 450 tỷ đồng, giai đoạn 1 hơn 375 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ ngăn chặn sạt lở, chống ngập, mở rộng không gian đô thị của thị xã. Trong khi chờ dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, thị xã Giá Rai đang triển khai các giải pháp tạm thời để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép. Hiện cả nước có trên 12.500 doanh nghiệp có hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc và trên 5.000 hộ cá nhân gia công vàng. 100% các doanh nghiệp đã áp dụng hóa đơn điện tử với số lượng hóa đơn đã sử dụng là 1,34 triệu hóa đơn. Từ ngày 15 tháng 6, việc thanh kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ còn tiếp tục, với doanh nghiệp vi phạm sẽ tiến hành rút giấy phép. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm. Mì ăn liền của Việt Nam đã được gỡ khỏi danh sách bị kiểm tra tại biên giới EU. Việc này giúp các doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền của Việt Nam tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Từ ngày 2 tháng 7, các mặt hàng mì, bún, miến phở dạng khô, gọi tắt là mì ăn liền, xuất khẩu từ Việt Nam sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ khỏi diện kiểm soát tại cửa khẩu châu Âu. Sau hơn 2 năm, sản phẩm này bị Ủy ban châu Âu yêu cầu kiểm tra gắt gao và phải có chứng thư bảo đảm an toàn thực phẩm từ cơ quan có thẩm quyền. Đây là ghi nhận của phía châu Âu đối với khả năng và nỗ lực kiểm soát vệ sinh an toàn trong ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam, là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu tiến tới chinh phục thị trường tiềm năng với hơn 450 triệu dân số này. Sau hơn một năm kiểm tra gắt gao và không phát hiện chất ethylene OCD trong các lô nhập khẩu, Ủy ban châu Âu đã quyết định gỡ bỏ mì ăn liền của Việt Nam ra khỏi danh sách và kiểm soát an toàn thực phẩm tại cửa khẩu. Việc này giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí. Trong những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn tỉnh Hà Giang, qua đó khuyến khích người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, nguồn lợi từ tiền rừng đã phần nào giúp đời sống kinh tế của bà con được cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi thêm nhiều khởi sắc.
Xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là địa phương được hưởng số tiền dịch vụ rừng khá lớn với 289 triệu đồng. Số tiền này được chi trả cho 353 hộ dân quản lý hơn 2.700 hecta rừng. Nhận được lợi ích từ rừng, ý thức giữ rừng và bảo vệ rừng của người dân được nâng lên. Nhiều công trình xã hội hóa gắn với công tác bảo vệ rừng được bà con chung tay đóng góp. Vừa rồi cũng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của tập thể, cộng đồng của khoán bảo vệ rừng này, với là dịch vụ môi trường rừng này cũng của tập thể thôn, thì qua lấy các hộ dân cũng được chi trả cái tiền gọi là cái tiền bảo vệ rừng của cá nhân ấy, thì các hộ gia đình cũng đã được chi trả rồi, các hộ gia đình cũng có cái ý thức là nâng cao bảo vệ rừng tốt hơn. Năm 2024, tỉnh Hà Giang đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với số tiền là 106 tỷ đồng cho diện tích trên 457.000 ha cho các ban quản lý rừng, cộng đồng dân cư và các tổ đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Từ đó vừa nâng cao hiệu suất tuần tra bảo vệ rừng, vừa đem lại thu nhập cho người dân vùng cao. Những cái tổ đội tuần chúng sau khi đi tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng thì cũng được dùng cái nguồn tiền này để chi trả hỗ trợ trong cái công tác tuần tra bảo vệ rừng và mua sắm các cái trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, rồi anh em được mua thêm trang thiết bị như giày dép, quần áo để đi tuần tra rừng thì họ cũng nhiệt tình hơn. Ngoài giao khoán rừng cho cộng đồng thì chính quyền địa phương cũng trực tiếp giao rừng cho từng hộ gia đình quản lý bảo vệ. Họ chính là những hạt nhân giữ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng. Cũng từ đó mà số vụ phá rừng đốt nương làm rẫy và vi phạm luật lâm nghiệp ngày càng giảm so với trước đây, góp phần tỷ lệ che phủ rừng tại Hà Giang nâng lên 59%. Những ngày này, điều kiện thời tiết trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh hết sức khắc nghiệt bởi nắng nóng và gió lớn. Nhưng tại các vị trí thi công, các kỹ sư công nhân vẫn nỗ lực làm việc để hoàn thành khối lượng công việc theo yêu cầu. Trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, tại bộ phận dưới mặt đất, các công nhân đang khẩn trương lắp đặt các cấu kiện của phần đỉnh cột. Trong đó có hệ thống các thanh xà ngang để lắp dây. Dù làm việc ở mặt đất nhưng công việc cũng hết sức vất vả. Anh em giúp tôi thì thường ngày thì dậy thì đi làm thì lúc 6 giờ và kết thúc buổi thời gian là 10 giờ 30 tại vì thời gian thời tiết ở đây nắng nóng nên là không thể làm được lâu dài được. Ở khu vực trên cao, các công nhân phải đu mình treo leo trên các thanh xà để lắp đặt các cấu kiện. Để làm việc ở vị trí như vậy, đòi hỏi công nhân phải có kinh nghiệm, chuyên môn cao và sức khỏe phải đảm bảo. Mùa này thời tiết ở Hà Tĩnh thì trời gió to, nên là lên độ cao nó cao quá nên là nhiều lúc gió nó bê thì anh em di chuyển nó rất chi là khó khăn. Nhiều lúc là anh em là dừng tới độ cao trên 100 mét. Hiện các vị trí cột 135 và 136 đang được công ty cổ phần PC1 Hà Nội gấp rút lắp đặt những hạng mục cuối. Trong đó, vị trí cột 136 đã hoàn thành cơ bản và chuyển sang công tác kéo dây. Đối với vị trí cột 135, trong khoảng 3 ngày tới sẽ hoàn thành lắp đặt để phục vụ việc kéo dây. Việc thi công thì đối với những vị trí trụ lớn như thế này thì đòi hỏi là thứ nhất là cái phương tiện lắp đặt cũng phải sử dụng những loại cầu lớn, đặc biệt là cầu 400 tấn thì để thi công với đạt được cái chiều cao như vậy. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua Hà Tĩnh dài khoảng 141 km với 285 vị trí móng. Đến nay các nhà thầu và lực lượng tăng cường hỗ trợ đã và đang thi công lắp dựng được hơn 220 vị trí cột và bắt đầu kéo dây tại các khoảng néo.